Xe đạp thể thao Vitrocom xin chào bạn. Một trong những mẫu xe đạp phổ thông đang được bán nhiều tại shop xe đạp thể thao Vitrocom đó chính là những chiếc xe đạp touring. Và với xe đạp touring thì shop đang bán rất là nhiều thương hiệu như là xe đạp Lance, Cavagno, Giant và nhiều thương hiệu khác. Và đặc biệt những chiếc xe đạp touring Cavagno City 1 được rất nhiều bạn lựa chọn. Xe tuyệt đẹp, thiết kế khỏe khoắn và tinh tế. Bộ truyền động sử dụng bộ truyền động Shimano Unstead 27 tốc độ cùng với hệ thống phanh đĩa dầu cho sọ, và shop đang có đủ màu, có màu đen, màu ghi, màu xanh và màu bạc. Vâng, và Cavagno này thì đang có mức giá vô cùng tốt và ai cũng có thể đầu tư và trang bị cho mình một chiếc xe đạp đưa lại sức khỏe cho bạn để đi tập thể dục thể thao, đi học, đi chơi, đi nào đều được. Và anh Mạnh ở Đồng Nai đã tìm một chiếc xe đạp touring như vậy, và khi nhận đầy đủ thông tin từ shop xe đạp thể thao Vitrocom cung cấp thì anh đã chốt mua luôn một chiếc Cavagno màu bạc tuyệt đẹp đây. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, Cavagno có 4 màu, không nhôm, không mối hàn. Đây là chiếc màu bạc, còn đây là chiếc màu đen bạn nhá. Màu đen dựng lên rất là đẹp như này, không nhôm, không mối hàn, phuộc bằng thép chrome và cửa bánh là 700 bánh nhôm hai lớp, sử dụng lốp Kenda 700x32, bộ đuôi đĩa bằng nhôm của hãng Rewin, gạt đĩa gạt níp Shimano, sử dụng níp thả 9 tầng, níp thả 9 tầng, bộ đuôi đĩa 3 đĩa, sử dụng phanh đĩa dầu Shimano. Đây bạn nhé, phanh Shimano cực chất, cực chuốt luôn. Và bạn muốn xem chi tiết có thể theo đường link ở dưới phần mô tả, shop đã để lại đường link review chi tiết cùng thông số kỹ thuật. Và đây là ba siêu phẩm đua từ hãng xe đạp Sava, dẫn đầu về dòng xe đạp carbon có Sava R6, Sava Phantom và những bản 2001 shop đã nhập về đủ model như Phantom 3, X3, R6, Corolla 2 speed cùng phòng. Và bạn đến với shop bạn sẽ mua xe rất đơn giản và nhanh chóng cùng với những đồ chơi và phụ kiện shop bán rất đầy đủ như đèn còi, đèn hậu, họng bình nước, bê đan, mũ, quần áo, túi khung, rất đa dạng và có nhiều kiểu dáng, nhiều thương hiệu khác nhau để bạn lựa chọn và mua xe rất nhanh chóng và đơn giản như vậy. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video, và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao với chúng mình vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop luôn đăng tải những video mới, giới thiệu những sản phẩm mới, cập nhật những phiên bản mới, và tất cả những chiếc xe đạp khi giao cho khách hàng trên toàn quốc thì shop sẽ kiểm tra trước khi giao cho bên vận chuyển, giao đến tận nhà cho bạn. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.